Mang chanh rau quấn vào ni lông như xúc xích rồi vùi xuống cát. Cả nhà bảo đột hùng, ai dè sau 24 tiếng lôi lên thứ khiến toàn bộ hàng xóm ngó sang bái phục. Với sáng kiến này, các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi có thể bảo quản được hơn 3 tháng. Chất lượng trái cây sau bảo quản còn rất tốt. Chanh là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của nhà bạn. Tuy nhiên, một số chị em do chưa biết cách bảo quản nên chanh nhanh bị héo vàng và đắng. Vì thế, hãy tham khảo các bí quyết dưới đây để lúc nào bạn cũng có thể được ăn chanh tươi nhé. Cụ thể, bạn cho chanh vào túi ni lông quấn chặt, tách từng quả như xúc xích. Tiếp theo, đã sàng lọc phơi khô vào dụng cụ chứa như chậu hoặc các thùng nhựa với độ dày lớp cát ở đáy khoảng 10cm. Chọn trái cây cần bảo quản, không quá chín, không bị sâu, không thối, không khô. Rửa sạch để ráo và đặt lên lớp cát. Sau đó phủ lên một lớp cát dày khoảng từ 5-7cm và cứ thế làm tiếp một lớp cát, một lớp trái cây cho đến khi đầy thùng. Trong đó, lớp cát trên cùng cũng dày như lớp ở đáy. Với sáng kiến này, các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi có thể được bảo quản hơn 3 tháng. Chất lượng trái cây sau bảo quản còn rất tốt, có thể sử dụng ngay hoặc bày bán trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số phương pháp bảo quản chanh luôn được tươi ngon dưới đây. Để đảm bảo chanh tươi lâu hơn, trước tiên bạn cần biết cách chọn đúng. Chanh tươi cầm lên thấy chắc tay, không có chỗ xốp hay mềm, có vỏ ngoài bóng và không bị những đốm đen hay trong sần sùi. Chanh được rửa sạch trước khi được đem đi cất. Cho chanh vào tô nước có nhiệt độ vừa phải, dùng tay chà nhẹ xung quanh vỏ chanh. Tuyệt đối không ngâm chanh lâu trong nước. Sau khi rửa sạch, rửa chanh lại lần nữa bằng nước lạnh. Sử dụng một bình chứa có nắp đậy, chất những quả chanh đã rửa sạch vào, cho nước vào ngập bình và đậy kín nắp lại, bảo quản bình chứa trong tủ lạnh. Với cách làm này, vỏ chanh sẽ được ngâm nước thường xuyên và không bị khô. Do đó, chanh có thể được bảo quản đến tận 1 tháng. Tuy nhiên, trong điều kiện là bạn không thể quên bình chanh ngoài không khí quá lâu sau mỗi lần sử dụng nhé. Cách bảo quản chanh đơn giản hơn là sử dụng túi chân không. Đây là cách làm thuận tiện nếu bạn chỉ có ý định mua chanh sử dụng trong vài ngày đến một tuần. Sau khi rửa sạch chanh, cho chúng vào túi chân không và khóa kín, rồi đặt trong ngăn kính tủ lạnh. Đặc biệt, cần đảm bảo chanh đã được lau khô trước khi cho vào túi. Bạn đã sử dụng nửa quả chanh, còn một nửa còn lại bảo quản như thế nào? Tương tự như ở trên, bạn cho chanh thừa vào túi chân không để bảo quản. Tuyệt đối không cho chanh đã dùng vào cùng chanh nguyên để tránh làm ảnh hưởng đến độ tươi của những quả chanh khác. Một lưu ý khác là sử dụng dao sạch để cắt chanh. Đừng tùy tiện dùng dao bẩn vì vi khuẩn sẽ làm chanh nhanh úng. Nhật Bản là một quốc gia kỳ lạ. Họ có một nền kinh tế mạnh trên thế giới, một nền ẩm thực phong phú và một nền văn hóa tâm linh kỳ lạ. Một trong những sự kỳ lạ ấy phải kể đến ngôi đền Kunigami trên đảo Honshu. Đó là một ngôi đền linh thiêng nhưng dành cho người bị bệnh trĩ. Nếu như bạn đã từng không may bị trĩ thì hẳn sẽ hiểu cảm giác kinh khủng khi mắc phải căn bệnh này. Nó có thể tóm gọn trong 3 từ: bất tiện, khó chịu và rất đau đớn. Trong đó, cảm giác thứ ba sẽ lên đến tột cùng mỗi khi bạn ngồi WC. Đặc biệt, trĩ tương đối khó chữa, thế nên mới có chuyện nhiều người phải chịu đựng căn bệnh dai dẳng này trong nhiều năm. Thấu hiểu sự khó chịu của bệnh trĩ, người Nhật theo thần đạo Shinto xưa kia đã lập ra đền Kinigami nhằm giúp những người bị trĩ có một nơi để mà cầu khẩn. Bên trong đền có một quả trứng đá khổng lồ được gọi là trứng thánh, đặt trên một vòi phun nước nhỏ cùng một bức tượng con gà bằng đá. Theo tín ngưỡng, những người bị trĩ đến đây trước tiên cần rửa mông tại một con sông thánh gần đó. Sau đó, họ cần thành tâm khấn trong tư thế chổng mông vào quả trứng thánh, rồi ăn một quả trứng luộc gần đó là bệnh tự khắc thuyên giảm. Chẳng rõ người bệnh có khỏi được hay không, chỉ biết sau lần ngôi đền bị bỏ hoang từ những năm 1980 thì tín ngưỡng này đang dần được khôi phục trở lại khi tỷ lệ những người bị trĩ trong xã hội hiện đại ngày càng tăng. Có điều, ngày nay vì yếu tố thuần phong mỹ tục, người ta bỏ qua công đoạn rửa mông, chỉ chổng mông vào trứng, nhúng nhúng ba cái, miệng đọc một câu thần chú là xong.
Theo người quản đền Osamu Hayakawa, trong thế giới hiện đại chúng ta đang sống, việc rửa chỗ tế nhị nơi công cộng là điều khó chấp nhận, nhưng tôi tin rằng tín ngưỡng này vẫn nên được gìn giữ. Ngày nay nghi lễ ngắn gọn hơn, chỉ cần quay mông vào trứng thánh và đọc lời khấn là được. Và không chỉ những người bị trĩ, người chưa mắc bệnh cũng được chào đón tại đây. Người ta tin rằng chỉ cần duy trì tín ngưỡng, bản thân sẽ không bao giờ mắc phải căn bệnh oái âm này trong đời nữa. Ngoài ra, đền Kunigami hàng năm còn tổ chức lễ hội trĩ, được gọi là hội Kisai. Lễ hội diễn ra như bao ngày hội truyền thống khác của Nhật Bản, chỉ là không chuẩn bị ghế vì ao ước cháy bỏng của những người bị trĩ không phải ngồi bao giờ. Theo tờ The Guardian, cây long não cổ 300 năm có đường kính hơn 3 mét ở huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, chỉ còn hai mảnh vỏ do bị sét đánh và thân trở nên trống rỗng nhưng vẫn phát triển khỏe mạnh, cho ra những tán cây xanh tốt như một cái cây bình thường. Hiện tại, cây long não được đưa vào danh sách những cây gỗ quý cần được bảo vệ ở huyện Vũ Nguyên. Cây long não 300 tuổi này đã từng cao 40 mét, nhưng sau khi bị sét đánh, nó chỉ còn cao 10 mét, đường kính hơn 3 mét. Từ lâu cây đã gắn bó với người dân nơi đây, và vì có một sức sống quá thần kỳ mà người dân nơi đây gọi nó là cây kiên cường. Những hình ảnh cho thấy hiện nay cây vẫn đang phát triển xanh tốt và đang được bảo tồn bằng cách chống đỡ và xây khuôn viên xi măng xung quanh để cây vẫn có thể tiếp tục phát triển. Khi đến đây và nhìn từ dưới lên, du khách có thể thấy rằng thân cây đã gần như rỗng không, chỉ còn những mảnh vỏ mong manh, nhưng sức sống kỳ diệu của nó thì quả khiến người ta không phục. Long não hay còn gọi là rã hương là một loại cây thân gỗ lớn. Cây long não không chỉ đơn giản là cây cho bóng mát mà còn là một loài gỗ quý có nhiều công dụng như lấy gỗ, làm thuốc chữa bệnh, tạo nên các cảnh quan công trình rất đẹp. Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền Nam Nhật Bản, Đông Nam Trung Quốc và Đông Dương. Cây long não có nhiều công dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài việc tạo bóng mát và không khí trong lành, long não còn được trồng để lấy tinh dầu. Một chiếc đuôi khủng long được cho là có niên đại lên đến 99 triệu năm vừa được tìm thấy trong tình trạng được bảo vệ nguyên vẹn nhờ lớp hộ phách vàng. Đây thực sự là một phát hiện khiến các nhà khoa học hết sức sửng sốt. Người phát hiện ra mẫu hộ phách quý báu này là Singlida, một nhà cổ sinh vật người Trung Quốc. Được biết, anh tìm thấy nó tại một chợ hộ phách ở miền Bắc Myanmar, gần biên giới Myanmar và Trung Quốc. Mẫu hộ phách có kích thước nhỏ bằng một quả đào khô, được cho là một mẫu trang sức cổ xưa. Những người bán hàng ở đây cho rằng vật thể bên trong mẫu hộ phách là một đoạn cây nhỏ. Tôi nhận ra ngay vật thể bên trong chắc chắn là một vật có xương sống. Có thể là của loài khủng long chân thú chứ không phải là nhánh cây, xin trả lời phỏng vấn của kênh CNN. Tôi không chắc rằng người bán có thực sự nhận thức được tầm quan trọng của mảnh hộ phách này không, nhưng ông ấy không hề thách giá. Phát hiện này đã thực sự khai sáng phần lớn cho các nghiên cứu về khủng long. Nghiên cứu này đã xuất hiện trên tạp chí Current Biology số ra tháng 12 vừa rồi. Ông Ryan McKellar, một nhà cổ sinh vật học tại Viện Bảo tàng Hoàng gia Saskatchewan ở Canada, đồng tác giả của nghiên cứu cho rằng ông cực kỳ bất ngờ khi xin cho ông xem mẫu hộ phách. Đây thực sự là phát hiện ngàn năm có một. Từng đường nét vẫn còn rất rõ ràng và có thể quan sát ở cả ba chiều. Ông McKellar còn cho biết thêm, trước đây những mảnh hóa thạch vào thời đại khủng long cũng từng được tìm thấy trong tình trạng được một lớp hộ phách bao quanh. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ thu thập được mẫu hộ phách có chứa một phần của bộ xương khủng long. Sinh vật này có kích cỡ chỉ bằng một con chim sẻ, có thể nhảy nhót trong lòng bàn tay của con người. Riêng miếng hộ phách với cân nặng 6,5 gram có chứa các mảnh xương và lông đã thêm vào công trình nghiên cứu khủng long của loài người những bằng chứng khẳng định rằng khủng long nguyên thủy có một bộ lông chứ không phải là vảy da. Ông McKellar cho rằng sinh vật này có thể có một cái đuôi hình roi như chuột nhưng được bao phủ bởi phần lông viền có hình dạng và màu sắc tương tự lông chim. Chúng ta thấy càng nhiều loài khủng long đặc biệt, càng thấy nhiều loài sở hữu lông vũ. Những thứ như chi, Velociraptor với phần vảy da càng ít thuyết phục hơn. Và rồi những con khủng long sẽ ngày càng giống chim hơn. Chúng sẽ không còn giống hình mẫu quái vật Godzilla mà chúng ta từng tưởng tượng nữa. Mẫu hộ phách này đã bảo quản sắc tố của những chiếc lông, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học đưa ra đánh giá chắc chắn nhất về hình dáng của khủng long.
Khi xem dưới kính hiển vi, những sợi lông cho thấy đây là một sinh vật có bộ lông màu nâu hạt dẻ và trắng. Hộ phách thực sự là một phần quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai. Nhờ nó, chúng tôi có thể tiến hành lựa chọn các thuộc tính mà các hóa thạch trầm tích nén không thể làm được, ông McKellar nói. Các nghiên cứu trước đây về màu sắc của khủng long đã phải dựa vào việc thu nhặt thông tin từ melanosomes, những cấu trúc cực nhỏ nằm ẩn trong chiếc lông, để xác định màu sắc và so sánh với lông chim. Trong phim Jurassic Park, các nhà khoa học đã chiết xuất DNA khủng long từ máu được tìm thấy bên trong hộ phách côn trùng. Tuy nhiên, ông McKellar khẳng định rằng họ có tìm được mô mềm và dấu tích máu từ mẫu hộ phách, nhưng không hề có bất kỳ mẫu gen nào được tìm thấy. Thật không may, cách làm trong phim Jurassic Park hoàn toàn không thể. Đó chỉ có thể xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi.